Ở đây có ai mà hay bị chuột rút thì đây là cái cách xử lý khi bị chuột rút nhá. Nếu khi đứng thì bạn có thể gác chân lên đây, gác chân lên cái tường hay cho góc nhà, sau đó kéo căng đây, kéo căng ra đấy, bị chân nào thì ta để chân đấy. Đó, cứ thế này kéo căng này và giữ khoảng 30 giây này, bỏ ra để kéo căng. Nếu ta bị chân này thì ta gác chân lên đây, kéo căng, ấn ấn kéo căng ạ, giữ 30 giây, nhả ra để kéo căng ạ, 30 giây nhả ra đấy. Cách thứ hai thì những người bị chuột rút có thể ta ngồi xuống bám chân và kéo căng lại, chân nào bị ta kéo căng ra, kéo căng này. Đó. Nếu chân này bị đây, ta kéo căng giữ 30 giây. Đấy. Nếu mà mình không kéo được ấy, chân nào bị đau không kéo thì ta có thể nằm ra và nhờ nhờ người khác kéo căng ra cho mình như các cầu thủ bóng đá ấy. Còn mình có thể kéo căng ra được thì tùy. Đấy, như cầu thủ bóng đá. Sau đó này ta xoa bóp massage cái vùng bắp chân mà bị chuột rút bà con nhé.